Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại trường chính trị thành phố, địa điểm sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất tại hội trường chính diễn ra đại hội, việc trang trí tuyên truyền khu vực xung quanh cũng như hệ thống về phòng cháy chữa cháy tại khu vực từ cuối tháng 5 thì việc cải tạo sửa chữa trường chính trị thành phố đã được hoàn thành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục cải tạo cơ sở vật chất, lắp đặt các trang thiết bị, hạ tân công nghệ thông tin, trang trí và một số hạng mục khác. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao tinh thần chủ động tích cực của trường chính trị thành phố cũng như các đơn vị liên quan cơ bản đáp ứng đúng tiến độ. Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu hoàn thiện một số hạng mục nhất là khâu trang trí để đảm bảo đại hội diễn ra trang trọng tiết kiệm